Tại Hà Nội, thì Bộ Công Thương đã chính thức bấm nút khai trương cổng thông tin điện tử công nghiệp hỗ trợ tại địa chỉ www.support.gov.vn nhằm thông tin tuyên truyền đường lối chính sách của ngành công nghiệp hỗ trợ. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, những năm qua chính phủ đã ban hành một số cơ chế chính sách và nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Nhằm đưa những chính sách về công nghiệp hỗ trợ đi sâu vào cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã xây dựng trang thông tin chính thức của chính phủ về ngành công nghiệp hỗ trợ tại địa chỉ www.support.gov.vn. Trang thông tin sẽ giới thiệu chung về ngành công nghiệp hỗ trợ, các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan đến hoạt động của ngành. Cùng với đó, các thông tin về dự án, đề án đã và sẽ thực hiện cũng như danh mục địa chỉ thư điện tử của ngành công nghiệp hỗ trợ cũng sẽ được cập nhật lên cổng thông tin này.